Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Nếu như các bạn cũng có những câu chuyện và muốn được mình tư vấn trên các video như thế này thì các bạn hãy lên Google gõ toanhuyenhạnhphuc.vn rồi vào cái trang của mình á. Xong rồi các bạn có cái phần Messenger ở giữa ấy, các bạn để lại tin nhắn cho mình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện bạn ấy có chia sẻ như thế này. Toàn ơi, chồng mình ngoại tình và viết đơn ly dị bỏ mình và hai con. Bé 1 tuổi thì anh không bỏ liền được. Mình cho anh thời gian và không ràng buộc. Anh vẫn dắt bồ đi du lịch, quan hệ và không xem sự hiện diện của ba mẹ con mình. Và sẵn sàng công bố với mọi người đã ly dị vợ và yêu người kia hơn. Anh không đưa tiền mà sắm đồ hiệu đắt tiền vì anh có tài chính cho bồ. Ngày sinh nhật con anh không để ý mà tặng hàng đắt đỏ đó cho cô nhân tình. Con mình khóc nói sinh nhật ba không có nhà, nó nhớ và nó buồn. Mình vẫn còn cho anh cơ hội, anh thì không cần. Còn tìm cách bao bọc nhân tình, sợ mình điện thoại làm phiền. Nên đưa luôn máy anh cho nhân tình sử dụng và chặn Zalo của mình. Nhưng mình không làm gì họ, mình biết họ không xứng đáng. Mình không làm gì cả, chỉ khóc và buồn. Nhìn con ngày nhỏ không cha, mình rất đau lòng. Nhưng con bồ thì cứ tìm cách dụ dỗ anh và giả anh để trả lời tin nhắn của mình. Mình đã không chịu được sự sỉ nhục. Mình cảm xúc của mình là không điện thoại cho cô ta thì cô ta không có giả chồng mình để trả lời tin nhắn của mình. Mình cố giữ bình tĩnh nhưng đứng nói chuyện với anh, mình biết chồng không còn yêu mình nữa. Có nói thì anh cũng không nghe và mình bị hạ thấp, xem thường rất rõ. Nên mỗi lần nói chuyện với anh là đầu óc mình không nghĩ ra được gì để nói và thấy ánh mắt vô cảm anh dành cho mình. Hành động đáp lại là sự lạnh lùng với những câu khiến mình đau lòng như: tôi không còn yêu cô nữa, ký đơn đi. Tôi đi lấy vợ nữa, hạnh phúc của tôi. Đầu mình stress, chân tay lạnh toát mồ hôi và tổn thương không biết nói gì nữa. Thương con thì mình vẫn muốn anh sửa đổi và xây lại cảm xúc để gia đình được như xưa. Mình vẫn còn thương anh và con, mình còn thương cha nó. Mình đã nói tốt về cha cho chúng nghe, bé 1 tuổi thì không có cha, lớn không thấy cha. Nhiều thứ khiến mình đau lòng, Toàn giúp mình với. Mong Toàn cho mình lời khuyên để xây dựng lại gia đình vui vẻ như xưa. Bạn thân mến, đọc câu chuyện của bạn thì cảm thấy rất là xót xa. Thế nhưng mình muốn nói với bạn một điều như này. Bây giờ cái hoàn cảnh nó đưa đẩy mình đến cái bất hạnh như thế này thì mình phải mạnh mẽ để mình bảo vệ mình và bảo vệ con mình. Bây giờ không thể trông chờ vào cái người đàn ông đấy được nữa. Yêu đương gì? Mình còn yêu cái kiểu người như vậy thì thực sự là mình quá xúc phạm bản thân mình và quá tàn nhẫn với con của mình ạ. Thực sự một điều mà mình muốn nói với bạn là kiểu đàn ông như thế này không thể tha thứ được. Không thể tha thứ được. Bởi vì một vài những cái hành động ấy nó thể hiện bản chất rất là tệ của người đàn ông này. Người đàn ông ấy có thể không yêu bạn nữa, ok, đấy là quyền của họ. Nhưng đến con của mình mà cũng không quan tâm ấy, thì cái kiểu người đàn ông đấy không thể chấp nhận được trong cuộc đời này. Và mình biết bạn cố gắng để gìn giữ cái gia đình, để cho con có cha, nhưng có cha để làm cái gì? Khi mà nó nhìn thấy rằng cái ngày sinh nhật của mình ấy, bố mình chả thèm quan tâm đến mình, mà mua những cái món quà đắt đỏ cho cô bồ của bố, đúng không? Vậy thì có cái kiểu bố như vậy để làm cái gì? Cho nên mình nghĩ rằng là cái gì thế phải có giới hạn. Bạn ạ, bạn cân nhắc thật là kỹ đi. Bạn có biết tại sao cái người đàn ông này coi thường, hạ thấp và thấy bạn không có giá trị gì không? Bởi vì anh ta ngoại tình mà bạn vẫn phải giữ. Cái điều mà khiến phụ nữ kém cuốn hút nhất trên cái cuộc đời này á, bạn, đấy là khiến cho một người đàn ông nghĩ rằng mình lấy được cô ta rồi là cô ta không bỏ được mình, là cô ta cái gì cô ta cũng giữ mình. Làm sai đến cái mức độ này phải nói là không có cái gì tình cảm gì của một người cha nữa. Ok, không còn yêu nó cũng được, nhưng mà còn là một người cha cơ mà, đúng không? Không quan tâm đến con cái, giữ một người cha như vậy không để làm cái gì hết bạn ạ. Cho nên bây giờ bạn nghĩ mà xem, cái cô bồ kia, đúng không, bây giờ đang được yêu được chiều, bạn yên tâm, cô bồ đấy cũng chẳng hạnh phúc, cũng ngắn chẳng tày gang bản chất của người đàn ông này rồi. Sau này lấy cái cô bồ mới rồi mà một thời gian thì sẽ chán, bạn yên tâm đi, không bao giờ có chuyện yêu mãi không bao giờ chán đâu, rồi chán rồi lại có một con bồ khác thôi. Yên tâm đi. Cho nên là cái kiểu đàn ông như này thì thả đi. Bây giờ mình phải giải thoát cho chính mình đi. Đàn ông này có ngồi quỳ xuống cũng không bao giờ tha thứ, làm tổn thương mình,
đau đớn hơn là cảm tổn thương con mình. Ba mặt con cũng được, mình biết nó khó khăn với bạn, nhưng mà bây giờ mình phải mạnh mẽ lên để mình làm chủ cuộc đời của mình, để mình lo cho các con của mình. Bây giờ không có hy vọng gì vào cái người đàn ông đấy cả, cuộc đời của mình phải lo. Bạn ạ, tập trung phát triển kinh tế, tập trung lo lắng cho bản thân, tập trung để trở thành một người phụ nữ ngày càng tài giỏi hơn, giàu có hơn. Chứ còn bây giờ không thể làm, cứ là người phụ nữ của gia đình, xong rồi chồng đi ra ngoài kiếm được tiền thì thế nào cũng chả có bổ, đúng không? Cho nên bản thân mình ấy, mình phải làm chủ cuộc sống của mình, đừng có chỉ vùi đầu vào căn bếp hay là trong ngôi nhà để chăm sóc ba đứa con. Các bạn trong quá trình yêu nhau và lấy nhau ấy, cảm thấy hạnh phúc thì mới sinh nhiều con nhá. Chứ đừng có mà cảm thấy là mình không hạnh phúc trong cái gia đình ấy, xong mình cứ cố sinh thật nhiều con và để cho khổ chúng ra. Các bạn ạ, không phải người ta cứ bảo là ô nhà này sinh được 2 con 3 con, nhất định phải sinh 2 hay 3 con. Đừng bạn nhá, mình muốn nói vậy để tất cả các bạn khác rút kinh nghiệm. Còn bạn, mình đã có 3 đứa con, đương nhiên con vẫn luôn luôn là cái niềm hạnh phúc của mình, là cái niềm tự hào của mình. Mình không bao giờ hối hận mình đã có con cả. Thế nhưng mà bây giờ vì các con, mình sẽ phải cố gắng, mình sẽ phải nỗ lực, mình sẽ phải mạnh mẽ lên. Bởi vì mình không bảo vệ mình không bảo vệ con mình thì sẽ chẳng ai làm điều đấy cả. Trông chờ vào cái người đàn ông tàn nhẫn đó à? Bây giờ trong đầu chỉ có cô bồ thôi. Bạn ạ, thôi tôi tiễn ngay đi, tiễn vong luôn đi, không còn giữ cái kiểu người như thế để làm cái gì cả. Tình nghĩa gì nữa đâu mà yêu mới thương, đương mới thương ở đây, đúng không nào? Mình không hận, mình không thù, coi như thôi mình gọi là mình cao thượng, mình không thèm nghĩ đến cho đau cái bộ não của mình, mà không đáng để xuất hiện trong cái bộ đầu của mình. Bây giờ mình phải hy sinh vì con mình phải cố gắng nỗ lực này. Mình phải cho con mình hiểu, con bạn sau này nó cũng sẽ phải trưởng thành hơn những đứa trẻ khác rất là nhiều, để thấu hiểu tất cả những nỗi khổ của mẹ, để rồi chúng sẽ biết yêu thương mẹ hơn, rồi cùng mẹ xây nên một cái gia đình hạnh phúc. À, ba mẹ con sẽ làm cho nhau hạnh phúc, rồi sau này chúng sẽ yêu bạn hơn, thương bạn hơn nhá. Chứ đừng trông chờ vào cái người đàn ông không xứng đáng này. Bây giờ giải thoát cho chính mình đi, tiễn cho anh ta đi với cô bồ đi nhá. Con người sống có đức ấy, thì mới có hạnh phúc bền lâu được. Còn nếu như có bạn nào mà nói rằng ôi em thấy nhiều người, người ta sống không có đức ấy, người ta cứ phản bội cho người ta vẫn hạnh phúc. Bạn ơi, hạnh phúc hay không chỉ người ta mới biết thôi mà nào nhá. Cho nên là ai làm việc thất đức ấy thì họ sẽ phải trả giá cho mình. Còn trả giá như thế nào, trả giá đau đớn ra sao, trả giá lúc nào thì đấy là việc của họ, mình không quan tâm nữa. Còn việc của bạn không bao giờ là nên tha thứ cho cái người đàn ông này. Bạn ạ, cái sai lầm quá lớn của con gái đấy chính là gì? Mình có nói với các bạn ý, ok, nếu các bạn đã kết hôn rồi, đã có con cái rồi, mình không muốn là dễ dàng để từ bỏ cuộc hôn nhân thì cũng được. Thế nhưng mà thứ nhất, có một nguyên tắc cho mình là gì? Không bao giờ được tha thứ quá một lần, và không bao giờ được tha thứ quá dễ dàng. Tức là khi mình phát hiện ra người ta phản bội, mình nói luôn với họ là mình không thể chấp nhận được. Họ có chiến đấu, họ có nỗ lực, họ có cố gắng thì mình phải cho họ thời gian để họ chứng minh rằng họ trung thủy. Thì ít nhất bạn còn giữ được cái tí tôn nghiêm của mình, để người ta tôn trọng, người ta có thấy mình có giá trị thì người ta còn chiến đấu. Chứ còn bây giờ người ta đã đi ngoại tình rồi, xong mình không có giá trị gì để mình níu kéo người ta nữa, thì người ta chỉ có coi thường mình thôi. Mà nó tự trọng lên, giá trị lên, cuộc đời của bạn là do bạn quyết định. Có thể trước đây mình yếu đuối, nhưng bây giờ mình không thể yếu đuối được nữa, vì mình còn phải hy sinh cho con mình. Bạn ạ, bây giờ anh ta đang say đắm bên cô bồ, chắc chẳng còn nghĩ cái gì đâu. Bây giờ mình chỉ có mình lo cho con mình thôi. Còn gia đình của bạn ấy, với cái người đàn ông này không bao giờ có thể vui vẻ như xưa được nữa. Nỗi đau và sự tổn thương quá lớn rồi. Hơn nữa, nó là vấn đề của bản chất con người, là đạo đức. Con người có lương tâm, người ta không bao giờ làm thế được bạn ạ. Con người có lương tâm, người ta không thể tàn nhẫn với con người ta được. Cho nên là một cái phần lớn, rất là lớn, nó dẫn đến đau khổ của bạn ngày hôm nay là do bạn. Mình phải nói trực diện và thẳng diện là như thế để bạn hiểu vấn đề ở đâu. Thứ nhất, mình không phải là một người phụ nữ có giá trị, có bản lĩnh để lo lắng được cho mình, lo lắng được cho con mình. Bản lĩnh để khiến cho một người đàn ông người ta phải sợ mất mình, chứ không phải là người ta ngoại tình rồi mình phải chạy theo người ta. Còn riêng người ta ngoại tình và bạn chạy theo người ta thì bạn yên tâm đi, ai mà sống trong một hôn nhân đấy sẽ không ở có hạnh phúc. Vì là giá trị ở đâu, lòng tự trọng ở đâu, đúng không? Không có giá trị, không có lòng tự trọng thì ai người ta tôn trọng mình, đúng không nào? Cho nên tự trọng giá trị thì kết thúc ngay và luôn. Không phải là anh ta đệ đơn mà là bạn đệ đơn để kết thúc cái cuộc hôn nhân này với anh ta, rồi mình tập trung, mình lo lắng, mình chăm sóc cho con của mình. Đấy là cái cách mà một cô gái bản lĩnh, giá trị sẽ làm, nếu như bạn muốn trông chờ vào một cái tương lai tốt đẹp hơn. Nếu như bạn có đủ mạnh mẽ để chiến đấu vì mình, chiến đấu vì con mình thì hãy làm như thế.
Còn nếu bây giờ mình cứ yếu ớt thì thôi mình phải chịu đựng những cái tháng ngày mà cứ le lói thôi bạn ạ. Còn cứ tiếp tục chấp nhận như này thì người đàn ông sẽ khinh mình, người ta sẽ coi thường mình và người ta càng ngày càng nhìn thấy mình quá thảm hại, quá coi thường mình luôn nhá. Mình hy vọng rằng bạn sẽ cố gắng mạnh mẽ để vượt qua. Mình biết là khó khăn, nhưng mà hãy coi những đứa con đấy là động lực cho mình để mình chiến đấu. Để sau này có thể là bạn sẽ không bắt đầu cuộc hôn nhân mới cho đến khi bạn tìm được một người đàn ông mà thực sự yêu bạn và thương bạn và thương con bạn. Đó, cho con bạn một người cha thực thụ của cuộc đời. Đấy mới là một người cha thì mới có một gia đình hạnh phúc thôi. Chứ còn một cái người đàn ông chẳng coi gì, chẳng màng gì đến con cái, chỉ trực trực chờ chờ là mình kiếm được tiền để mua những món đồ hiệu để đi cung phụng các cô bồ thôi ấy, thì đã đến lúc mình phải tỉnh lại rồi. Đừng trông chờ cuộc đời vào một người đàn ông như thế nhá. Chỉ có mình cứu mình thôi. Mong rằng bạn sẽ có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để liên hệ với mình thì các bạn đừng quên là có hai cách để các bạn liên hệ với mình. Đầu tiên là các bạn hãy lên Google, các bạn gõ toanguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang web đó. Trong cái trang web đó thì sẽ có phần Messenger, thì các bạn sẽ ấn vào đó để trò chuyện với mình và để lại câu chuyện cho mình các bạn nhá. Cách thứ hai là các bạn cũng có thể vào cái trang fanpage, cái trang Facebook fanpage mà mình có để ở phần mô tả của mỗi video. Hoặc các bạn lên Facebook, các bạn ghi Toàn Nguyễn thì sẽ tìm kiếm thì sẽ ra cái trang của mình nhá. Thì các bạn sẽ vào đó để lại tin nhắn và câu chuyện của các bạn cho mình. Hàng tuần thì sẽ có những cái câu chuyện may mắn được lựa chọn để tư vấn miễn phí trên các video này. Thế nhưng mà nếu như các bạn muốn được tư vấn trực tiếp thì sẽ có hai hình thức là tư vấn qua tin nhắn hoặc là tư vấn qua cuộc gọi, thì sẽ là những cái hình thức tư vấn có phí. Thì các bạn cũng sẽ lên cái trang fanpage hoặc là cái trang web của mình để liên hệ với mình và đặt lịch các bạn nhé. Ngoài ra thì mình còn có làm những cái khóa học riêng, là bao gồm những cái video rất là đặc biệt chưa từng đăng trên YouTube hay các trang mạng xã hội. Những cái khóa học để dựng cho bạn những cái kiến thức để các bạn có thể tự tin trên cái hành trình chinh phục hạnh phúc của mình, có được tình yêu và hạnh phúc mà các bạn từng mơ ước các bạn nhé. Để tham gia vào những khóa học này thì các bạn cũng đừng quên vào trang toanguyenhạnhphuc.vn. Trang đó sẽ có tất cả các khóa học mà mình đã làm, bao gồm là những cái khóa học để tán tỉnh này, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc này, để có thể khiến cho người ấy không thể rời xa các bạn được này, và bao gồm những cái khóa học để khiến họ sẽ lắng nghe các bạn và làm theo những cái điều bạn muốn. Nói chung tất cả những cái điều mà bạn cần có sẽ là những cái kiến thức nó sẽ chuyên sâu hơn, nó sẽ đặc biệt hơn so với những cái video mà mình đã từng đăng trên YouTube hay trang mạng xã hội cho các bạn. Cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ những cái khóa học này để có một cái kiến thức tập trung nhất để mình có thể sẵn sàng chinh phục hành trình hạnh phúc của mình các bạn nhé.